Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để loạn xã hội vì hết xăng, Hồ Đức Phước tránh né và đẩy trách nhiệm sang Nguyễn Hồng Diên. Tình hình thiếu xăng dầu đang ngày một lan rộng. Bộ Công Thương đã làm gì trong thời gian qua mà để dân phải khổ sở đến như vậy? Người chịu trách nhiệm cho cảnh hỗn loạn này không ai khác chính là ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam. Đây là sự thất bại của ông Bộ trưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét xử lý nghiêm trường hợp này. Ông Nguyễn Hồng Diên có bằng cấp rất hoành tráng như cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công. Tuy nhiên, ông Diên đã cho thấy ông không có khả năng quản lý Bộ Công Thương, bộ lớn của chính phủ. Đây là hình ảnh những cây xăng luôn đông nghịt người. Liên quan đến tình trạng khan hiếm xăng dầu đang diễn ra tại một số tỉnh ở phía Nam, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết công tác quản lý doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và doanh nghiệp bán lẻ thuộc về trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương. Phía Bộ Tài chính thì cho biết vào ngày 7 tháng 10, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản trả lời Bộ Công Thương về việc tăng chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu. Trong đó, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo nguồn cung trong nước trong mọi tình huống, đồng thời nghiên cứu phương án giảm trích lập và kết hợp sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu nếu cần thiết để việc điều chỉnh trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng không tác động đến giá cơ sở xăng dầu có kỳ điều hành. Như vậy, ông Hồ Đức Phước đã nhanh nhẩu đổ cho Nguyễn Hồng Diên. Ông Hồ Đức Phước nói rằng Bộ Tài chính có trách nhiệm trong việc ban hành chi phí định mức đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và tham mưu cho chính phủ để chỉnh Quốc hội các khoản thuế phí đối với xăng dầu. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước. Được biết hiện nay, Việt Nam có đến 36 doanh nghiệp đầu mối và 500 doanh nghiệp phân phối. Vậy mà Bộ Công Thương vẫn để thiếu xăng dầu thì không thể hiểu được. Hiện tại, báo chí đang có xu hướng đổ lỗi cho các đại lý bán xăng dầu, ghim hàng, chờ tăng giá. Nhưng thực tế, một số chủ cửa hàng xăng dầu cho tờ Thời báo.de biết rằng họ không dám ghim hàng vì nếu cơ quan kiểm tra chức năng phát hiện, họ sẽ bị phạt và thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh. Vì thế, không ai dại dột ém hàng chờ giá lên lúc này. Các đại lý bán lẻ xăng dầu đang thiếu hàng thực sự. Còn tại sao thiếu thì đấy là vấn đề của các doanh nghiệp, nhà nước. Phía Bộ Công Thương thì cho biết, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương đã gửi công văn gửi Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình như thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ, đại lý bán xăng dầu, v.v. Yêu cầu các đơn vị hoạt động đúng với nội dung ghi trên giấy xác nhận đủ điều kiện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Tuy nhiên, công văn là công văn, còn tình trạng thiếu xăng dầu đã làm náo loạn thị trường vẫn tiếp tục diễn ra và lan rộng. Điều này cho thấy Bộ Công Thương làm việc tắc trách rất rõ ràng. Cho dù có chuyển hàng trăm công văn mà việc không chạy cũng là tắc trách, còn không chuyển công văn nào mà xăng dầu không thiếu là làm việc hiệu quả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Diên. Theo một cây bút cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết thì với tình hình hiện nay, an ninh năng lượng cho nền kinh tế đang bị đe dọa rất nghiêm trọng. Việc thiếu xăng dầu cho đời sống, dân sinh và thiếu xăng dầu cho các ngành kinh tế là điều tồi tệ hơn rất nhiều điều tồi tệ khác về khủng hoảng kinh tế. Hiện nay, Việt Nam có vẻ như đang dẫm lên vết xe đổ của Sri Lanka. Hy vọng là Việt Nam sẽ không như quốc gia Nam Á này, vì nếu để xảy ra thì người dân sẽ là những người nhận lấy hậu quả, chứ không phải các quan chức của chính quyền. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Số phận ông Phúc, ông Minh ra sao trước khi bão đến, trời yên biển lặng. Như vậy là hội nghị trung ương lần thứ 6 đã kết thúc mà không có biến động nào khác thường, ngoại trừ một số phận ông Nguyễn Văn Thể được quyết định trong ngày cuối cùng của hội nghị. Những người đang trong tầm ngắm như ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh vẫn chưa có kết luận gì về số phận của họ. Tại kỳ họp Bộ Chính trị từ ngày 14 tháng 7, mức kỷ luật trong Phạm Bình Minh là triển khiển trách nhưng vẫn giữ ghế đến hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do tính chất vụ án chuyến bay giải cứu diễn biến ngày càng phức tạp nên có nguồn tin cũng cho rằng ông Phạm Bình Minh sẽ bị thay thế. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh được ngồi đến hết nhiệm kỳ là một may mắn.
Tình trạng ông Phạm Bình Minh thì đang dính phốt. Với ông Phạm Bình Minh được ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực đã là thành công. Hiện nay, ông Phạm Bình Minh đã 63 tuổi, đến hết nhiệm kỳ cũng là hết cơ hội ở lại bộ chính trị. Cho nên, dù có bị kỷ luật ngay bây giờ hay không, thì sự nghiệp chính trị của ông cũng sẽ dừng ở mức chức vụ Phó Thủ tướng thường trực. Ông Phạm Bình Minh nếu rời ghế ngay bây giờ thì sẽ giúp được ai đó lên chức thay ông. Còn với ông Nguyễn Xuân Phúc thì khác. Việc không hạ được ông Phúc nghĩa là ông Phúc còn nỗ lực để trụ lại. Bởi ghế của ông Nguyễn Xuân Phúc đang là cứu cánh cho sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm. Một khi ông Tô Lâm mẫn cán tận tụy theo hầu hạ ông Tổng, mà ông Tổng không xếp được ghế cho đệ tử thì xem như đó là một thất bại. Tô Lâm hiện nay đã 65 tuổi, 3 năm nữa là 68. Ở tuổi 68 mà chưa vào tứ trụ thì không được hưởng suất đặc biệt để tiếp tục, mà sẽ phải về vườn để về hưu theo điều lệ của đảng. Ông Trần Đại Quang cũng đã vào tứ trụ sau một nhiệm kỳ, tuy nhiên ông Tô Lâm thì vẫn còn đang dẫm chân tại chỗ sau hai nhiệm kỳ, thì xem như đấy là một bất công cho ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh kết thúc hội nghị trung ương lần thứ 6 nhưng ông Tô Lâm vẫn không được gì. Người ta nói rằng trước khi cuồng phong đến thì trời rất quang đãng. Không biết trong chính trị có như vậy hay không. Việc kết thúc hội nghị trung ương mà không có hình thức kỷ luật nào cho một ông chủ tịch nước để vợ dính vào những tiêu cực nghiêm trọng trong vụ án Việt Á như là một phần nào cho thấy ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang bất lực. Tuy nhiên, có người thì lại cho rằng cần xem biến động chính trị sau khi kết thúc hội nghị lần này xem sao, bởi biết đâu có thỏa thuận ngầm để ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ lại tự rút lui thay vì đem ông ra kỷ luật trước trung ương đảng. Không biết được có trường hợp như thế hay không, hãy chờ một thời gian rồi kết luận cũng chưa muộn. Mỗi khóa có khoảng từ 12 đến 15 kỳ hội nghị trung ương, đó là những lần đấu nhau chí tử để tranh đạch ghế giữa nhiệm kỳ. Để làm một kỳ đại hội thì người ta mất cả năm chuẩn bị và vài năm đấu đá nhau, còn hội nghị trung ương thì chỉ có 6 tháng để đấu đá và ngã giá nên sẽ không có biến động nhiều. Nếu thực sự ông Nguyễn Xuân Phúc vững thì kẻ thất bại lại là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Ông Trọng thì không đủ lực để bứng đi một tứ trụ khi họ muốn ngồi lì tại chỗ giống như ông Trần Đại Quang. Như vậy, bài toán giải quyết sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm ngày càng khó khăn và bị tắc. Muốn đẩy ông Nguyễn Xuân Phúc đi thì chỉ có cách như họ đã làm với ông Trần Đại Quang. Với việc dành chiếc ghế cho đệ tử chứ không dành chiếc ghế cho chính ông, liệu ông Tổng Bí Thư có dám ra tay hay không? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn đang ngồi đấy và đầy thách thức. Nếu ông Phúc mà trụ được chiếc ghế chủ tịch nước thì không có lý do gì ông Phúc không tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư cùng với hai đối thủ khác là Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính. Mà nếu ông Huệ có thêm một đối thủ nữa cản đường thì e rằng ông Huệ không được thuận lợi như khi không có ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu không đẩy được ông Nguyễn Xuân Phúc đi thì Tô Lâm làm lục vất vả, chịu bao tủi nhục vì nhiệm vụ bắt cóc cuối cùng cũng chẳng được gì. Tuy nhiên, còn nhiều hội nghị trung ương khác đang là cơ hội cho Tô Lâm. Mặc dù vậy, nếu không làm mạnh hơn nữa thì cơ hội cũng trôi tuột đi mất.